chương thứ 10. Đức Chúa Giêsu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều gì? Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó. Nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giêsu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu nhìn người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu nhìn chung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu nhìn môn đồ mà rằng: việc đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi việc được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đang bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đang đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại.
Bây giờ Gia-cơ và Giăng, hai con trai Cbd, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Mười sứ đồ kia nghe việc xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Nhưng trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu, người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người, bảo nín đi, nhưng người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Họ kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường.